Chào các đồng chí và các bạn. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi chuyên mục An ninh Lâm Đồng. Mở đầu chuyên mục hôm nay là những nội dung chính sau đây. Cục Y tế Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác nghỉ dưỡng, điều dưỡng năm 2018. Công an tỉnh tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Phá sòng bạc khủng, thu hơn 1 tỷ đồng. Cuối chuyên mục là phóng sự, đứng dậy sau lần vấp ngã. Bây giờ, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chuyên mục. Sáng ngày 23 tháng 11, tại thành phố Đà Lạt, Cục Y tế Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác nghỉ dưỡng điều dưỡng năm 2018. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an. Theo báo cáo, tính đến tháng 11 năm 2018, toàn ngành đã triển khai được 24 nhà nghỉ dưỡng và điều dưỡng với trên 3.800 giường. Ngoài ra còn có 16 nhà nghỉ dưỡng do công an các tỉnh, thành phố quản lý. Qua đó, đã tiếp đón gần 76.000 cán bộ chiến sĩ đến điều dưỡng, nghỉ dưỡng, tăng 4% so với năm 2017. Tiếp đón trên 34.000 lượt cán bộ chiến sĩ đi công tác tới nghỉ và phục vụ 138 lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo của Bộ và Công an các tỉnh. Đón 10 đợt nghỉ với gần 200 cán bộ chiến sĩ của nước bạn Lào và Campuchia đến tham quan, học hỏi và nghỉ dưỡng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn biểu dương cán bộ công nhân viên của nhà nghỉ dưỡng, nhà điều dưỡng, nhà khách trong toàn lực lượng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng. Đồng chí cũng chỉ đạo các nhà nghỉ dưỡng, điều dưỡng phải thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, trước mắt là triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm và tổng rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật. Với những khó khăn về đầu tư công thì cần nghiên cứu và quy hoạch số lượng nhà nghỉ dưỡng, điều dưỡng từ đây đến năm 2030 để có sự đầu tư trọng tâm, trọng điểm không dàn trải. Tại hội nghị, ban tổ chức đã triển khai quyết định của Bộ Công an và Cục Y tế tặng bằng khen, giấy khen cho 42 tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện kế hoạch số 91 của Bộ Công an về triển khai các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn cháy lớn. Tham dự tại đầu cầu tỉnh Lâm Đồng có đồng chí Đại tá Đào Ngọc Cừn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở và công an các đơn vị địa phương. Trong 5 năm qua, toàn lực lượng đã thanh tra, kiểm tra, lập biên bản và ra quyết định xử phạt hơn 70.000 trường hợp vi phạm về phòng cháy chữa cháy với tổng số tiền nộp ngân sách trên 180 tỷ đồng. Tuy nhiên, công tác phòng ngừa ngăn chặn cháy lớn vẫn còn tồn tại một số hạn chế, đặc biệt xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an đã đề nghị công an các đơn vị địa phương tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương tổ chức rà soát, hoàn thiện hành lang pháp lý đối với công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy. Phân tích đánh giá mức độ nguy hiểm cháy nổ của từng cơ sở và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa ngăn chặn cháy lớn, kiên quyết xử lý nghiêm, công khai hóa các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Vừa qua, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho công an các đơn vị địa phương. Tại hội nghị này, các báo cáo viên của Công an tỉnh đã quán triệt những nội dung cơ bản của công tác bảo vệ bí mật nhà nước, công tác quản lý khai thác tài liệu mật trong công an nhân dân, công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong không gian mạng. Hội nghị nhằm nâng cao bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ bí mật nhà nước cho các đồng chí lãnh đạo chỉ huy của các đơn vị, từ đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước, thực hiện đúng các quy định của pháp luật của ngành về công tác này. Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, từ đêm ngày 24 tháng 11 đến sáng ngày 26 tháng 11, trên địa bàn huyện Đức Trọng đã có mưa to và rất to, ảnh hưởng trực tiếp đến các xã Đà Quynh, Tà Năng, Đà Loan, Tà In. Hàng trăm hecta hoa màu và cà phê bị ngập. Nhiều nhà dân, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm và nhiều phân hiệu trường mầm non tiểu học cũng bị ngập. Trong đó có trường mẫu giáo xã Đà Loan bị ngập hơn 1 mét. Nhiều đồ dùng dạy học, sách vở, tài liệu bị ướt. Cùng với việc ứng trực, Công an huyện đã cử lực lượng phối hợp với các địa phương giúp dân chống lụt, tổ chức lực lượng bảo vệ các điểm có nguy cơ sạt lở, các cầu cống bị ngập nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho người dân. Ngoài việc giúp dân khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra, Đoàn Thanh niên Công an huyện đã tặng cho phân hiệu Đà Loan vỡ, đồ dùng dạy học và tiền mặt với tổng trị giá hơn 12 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí do đoàn viên thanh niên tự quyên góp. Hội Phụ nữ Công an tỉnh vừa phối hợp với Hội Phụ nữ huyện Đơn Dương tổ chức tuyên truyền pháp luật phòng chống bạo lực gia đình cho bà con nhân dân trên địa bàn huyện. Thời gian qua, bạo lực gia đình đang là vấn đề nhức nhối xảy ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước.
Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến ly hôn và các hành vi phạm tội khác. Tại buổi tuyên truyền, bà con nhân dân đã được tìm hiểu về nguyên nhân hệ lụy của hành vi bạo lực gia đình, đồng thời được tư vấn, chia sẻ, cung cấp thông tin, kiến thức về gia đình, kỹ năng để xây dựng các mối quan hệ trong gia đình hạnh phúc, bền vững. Hoạt động tuyên truyền lần này sẽ góp phần giúp cho người dân thay đổi hành vi, nhận thức, sống hòa thuận, biết yêu thương, chia sẻ, đề cao giá trị trong đời sống gia đình, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc. Ngày 23 tháng 11, Công an huyện Đức Trọng phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông tổ chức ra quân kiểm tra và xử lý các trường hợp điều khiển xe mô tô phân khối lớn tham gia giao thông đường bộ trên tuyến quốc lộ 20 vi phạm luật giao thông đường bộ. Tại 3 điểm kiểm tra, hàng chục trường hợp xe mô tô phân khối lớn bị lập biên bản xử lý với lỗi chạy quá tốc độ đi vào đường cao tốc Liên Khương - Ren, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông. Phần lớn xe phân khối lớn đi theo đoàn từ 10 đến 15 chiếc và từ các tỉnh Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương lên thành phố Đà Lạt du lịch. Ngoài việc kiểm tra xử lý, lực lượng cảnh sát giao thông đã nhắc nhở chủ phương tiện phải tuân thủ luật giao thông đường bộ. Việc kiểm tra xử lý các phương tiện là mô tô phân khối lớn vi phạm luật giao thông đường bộ sẽ được lực lượng cảnh sát giao thông duy trì thường xuyên, đặc biệt là tại tuyến cao tốc Liên Khương - Ren, qua đó kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc của 52 đối tượng. Trước đó, lúc 22 giờ ngày 15 tháng 11, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh đã đột kích vào nhà số 156 Tô Hiến Thành, phường 3, thành phố Đà Lạt, do Trần Quang Hùng, còn gọi là Chuột làm chủ, và bắt quả tang 52 người đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa tại tầng hầm của ngôi nhà. Lực lượng Công an đã thu trên chiếu bạc 319 triệu đồng, thu giữ trong người các đối tượng trên 700 triệu đồng. Kiểm tra tại sòng bạc và trong 8 xe ô tô của những người chơi bạc có nhiều kiếm nhật, mã tấu, dao lê. Sòng bạc này thường xuyên có từ 7 đến 8 đối tượng đứng ra tổ chức đánh bạc và đã hoạt động được gần 2 tháng nay. Để đối phó với cơ quan công an, sòng bạc thường xuyên di chuyển, ban ngày tổ chức chơi trong rừng tại khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, đêm xuống di chuyển về hoạt động tại tầng hầm của ngôi nhà 156 Tô Hiến Thành. Các đối tượng tổ chức đánh bạc đã bố trí nhiều người cảnh giới quanh ngôi nhà. Chỉ những người quen qua nhận mặt mới được vào chơi và phải đi qua 3 lớp cửa, thường xuyên có khóa và có người canh giữ. 52 con bạc bị bắt giữ đều là những con bạc chuyên nghiệp trú tại tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh Long An, Đồng Nai, Hà Nội. Trong đó có không ít con bạc từ thành phố Hải Phòng đến chơi, vừa chơi bạc vừa tham gia cho vay tiền ngay tại sòng. Ngày 14 tháng 11, Công an thành phố Đà Lạt phối hợp với Công an phường 1 bắt giữ Dương Đình Cường, sinh năm 1993, trú tại phường 6 thành phố Đà Lạt, khi Cường đang thu tiền góp tại quầy bán hàng trên địa bàn phường 1. Tại cơ quan công an, Cường khai nhận trong quá trình làm tài xế, thấy việc cho vay tiền trả góp hàng ngày có thu nhập cao nên đã dùng 70 triệu đồng tiền mặt làm vốn để cho vay. Cường in card visit với thông tin hấp dẫn rồi giới thiệu đến người quen vay tiền với các vay góp từ 3 đến 10 triệu đồng mà không cần thế chấp tài sản. Đến thời điểm bị bắt, Cường đã cho 11 người vay với 14 vay góp với tổng số tiền cho vay là 75 triệu đồng. Chu kỳ cho vay là 24 ngày với lãi suất 20%. Khi đủ ngày, Cường thu về tổng cộng 90 triệu đồng. Công an thành phố Đà Lạt đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Cường về hành vi cho vay nặng lãi. Ngày 22 tháng 11, Công an huyện Đức Trọng đã bắt giữ 3 đối tượng sử dụng xe ô tô biển kiểm soát 49A22326 chuyên đi trộm cây cảnh là Nguyễn Đức Tài, Nguyễn Lê Phương Hải, cùng sinh năm 1992 và ở cùng xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, và Lê Anh Tài, sinh năm 1990, trú tại phường Đông Vinh, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận đã gây ra vụ trộm cây cảnh tại nhà số 353 quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng vào lúc 2 giờ ngày 22 tháng 11. Ngoài ra, các đối tượng còn thừa nhận đã gây ra nhiều vụ trộm khác, lấy được hàng chục chậu cây cảnh và phong lan có tổng giá trị gần 100 triệu đồng. Ngày 26 tháng 11, Công an huyện Đức Trọng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng và đang mở rộng điều tra. Công an huyện Đơn Dương vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Tấn Kha, Nguyễn Ngọc Dân, Lê Văn Thắng và Phan Vũ Tiến cùng trú tại xã Ca Đô, huyện Đơn Dương về hành vi tàn trữ và mua bán trái phép chất ma túy.
Trước đó, đêm ngày 16 tháng 10, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện Đơn Dương bất ngờ kiểm tra hành chính hai phòng tại nhà nghỉ Thu Dung ở thôn Nghĩa Hiệp 2, xã Ca Đô, phát hiện Kha cất giấu 7 túi ni lông, Tiến giấu 10 túi ni lông chứa ma túy trong người. Kiểm tra phòng nghỉ của Tiến thu thêm 3 gói ma túy. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận nhiều lần mua ma túy từ dân. Từ lời khai của các đối tượng, công an huyện Đơn Dương đã tiến hành bắt giữ Thắng, đối tượng cầm đầu của nhóm. Được biết, cả 4 đối tượng đều nghiện ma túy đá và không có việc làm ổn định. Tòa án Nhân dân tỉnh vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tâm, 17 tuổi, trú tại xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, 12 năm tù giam. Theo cáo trạng, ngày 23 tháng 5 năm 2018, anh Hoàng Văn Nam trú tại thị trấn Đam Ban mượn của Tâm chiếc điện thoại di động hiệu Oppo A83 nhưng không trả. Tâm gọi điện đòi thì Nam hăm dọa và hẹn ngày 4 tháng 6 sẽ gặp nhau để nói chuyện. Ngày 4 tháng 6, Tâm mua một con dao bầu giấu trong người, mua đồ ăn mang về nhà một người bạn nhậu. Đến 20 giờ, Nam gọi điện hẹn Tâm ra quán trà sữa ở gần chợ Thăng Long nói chuyện. Tại đây, giữa Nam và Tâm nảy sinh mâu thuẫn. Tại trước quán, hai người cãi nhau và Tâm đã rút con dao bầu, đâm 5 nhát, làm Nam tử vong vì trụy tim mạch cấp. Sau khi gây án, Tâm mang theo dao bỏ về phòng trọ tại thành phố Đà Lạt và bị bắt sau đó 2 giờ đồng hồ. Tại tòa, Tâm thành khẩn khai báo, đại diện gia đình nạn nhân xin tòa giảm án cho Tâm. Tuy nhiên, hành vi của Tâm là côn đồ, nhân thân không tốt. Tháng 6 năm 2017, bị Công an huyện Lâm Hà xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe người khác, nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tâm 12 năm tù giam và buộc phải bồi thường cho gia đình anh Nam 103 triệu đồng tiền chi phí mai táng và tổn thất tinh thần. Thưa các đồng chí và các bạn, 18 tuổi phạm tội cướp giật tài sản, nhận án 3 năm tù giam. Chàng thanh niên dân tộc Nùng không khỏi mặc cảm và dằn vặt. Thế nhưng với sự giúp đỡ của cán bộ công an, của tổ chức đoàn thể, Bùi Tuấn Anh trú tại thôn 4 xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm đã cải tạo tốt, được giảm án ra tù trước hạn. Hơn 3 năm trở về với gia đình, Tuấn Anh từng bước hòa nhập cộng đồng, tích cực lao động sản xuất và trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Ngôi nhà nhỏ nằm ven con đường liên xã này là nhà của ba mẹ con bà cháu Bùi Tuấn Anh. Đầu năm 2013, vì theo đám bạn bè, Tuấn Anh đã gây ra vụ tai nạn giao thông. Và cũng bởi nông nổi mà Tuấn Anh đã có cách hành xử không đúng, đánh rồi ép nạn nhân phải đưa tiền để Tuấn Anh sửa xe. Hành vi của Tuấn Anh đã phạm tội cướp tài sản, bị Tòa án Nhân dân thành phố Bảo Lộc xử phạt 3 năm tù giam. Và trong quá trình tôi cải tạo thì cũng được cán bộ quản giáo thì cũng như các cán bộ trong đấy cũng giúp đỡ tôi nhiều và tôi cũng cố gắng cải tạo thật tốt để sớm trở về với gia đình. Sau khi tôi trở về với địa phương thì các cán bộ ở ủy ban thì cũng như địa phương thì cũng giúp đỡ tôi cũng nhiều, cũng vận động thường xuyên là lên nhà hỏi thăm. Con phạm tội và bị kết án tù, bà Bùi Thị Thanh Huyền, mẹ của Tuấn Anh, khi đó đang là Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc Tân, rất mặc cảm. Là một cán bộ Hội Nông dân, tham gia cùng các đoàn thể vận động người phạm tội hoàn lương, giờ lại đi vận động chính con trai mình. Hiểu được hoàn cảnh của bà, các tổ chức đoàn thể đã thường xuyên động viên, chia sẻ để bà vững tin làm chỗ dựa để Tuấn Anh yên tâm cải tạo. Cũng nhờ sự giáo dục, động viên của cán bộ quản giáo trại giam Đại Bình, Bộ Công an và người thân, Tuấn Anh đã cải tạo tiến bộ và được giảm án ra tù đúng dịp Quốc Khánh năm 2015. Lúc cháu mới về, đi cải tạo về thì cũng động viên cháu. Thôi bây giờ nếu mà ra đường bạn bè có nói này kia thì con không có cái mặc cảm gì hết. Miễn sao là con cứ lo làm ăn trong gia đình để giúp mẹ. Những ngày đầu mới trở về, Tuấn Anh không khỏi lạc lõng bởi những ánh mắt dò xét của mọi người. Mẹ con động viên nhau và bằng nghị lực, sự quyết tâm, Tuấn Anh dần trở thành trụ cột, là chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình. Với 4 sào đất trồng dâu, chè và cà phê, ba mẹ con bà cháu tần tảo nên cũng có thu nhập ổn định khoảng 7-8 triệu đồng một tháng. Chúng tôi đã thường xuyên phối hợp với lại các cái ban ngành, mặt trận đoàn thể của xã, tiến hành gặp gỡ
thăm hỏi động viên và tác động để chuyển biến về cái tư tưởng. Đồng thời là chúng tôi tham mưu cho Đảng ủy, Ban nhân dân xã tạo mọi điều kiện thuận lợi để giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, như là hỗ trợ về công ăn việc làm, hỗ trợ vay vốn để ổn định cái cuộc sống. Giờ đây, Bùi Tuấn Anh đã hoàn toàn xóa bỏ đi mặc cảm, tự tin trong cuộc sống, tích cực lao động sản xuất, tham gia các hoạt động đoàn thể của địa phương và trở thành người tốt, được mọi người quý mến. Điều đó cho thấy, ngoài nghị lực của chính người lầm lỗi, thì sự động viên giúp đỡ của các đoàn thể, trong đó có lực lượng công an là rất quan trọng, giúp cho người lầm lỗi xóa đi mặc cảm, tự tin làm lại cuộc đời. Chuyên mục An ninh Lâm Đồng đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.